Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về việc sắp xếp thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 21 tỉnh, thành phố. 21 tỉnh, thành phố thuộc diện xem xét, sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 bao gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Kiên Giang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Yên Bái. Chính phủ đề nghị thực hiện sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 487 đơn vị hành chính cấp xã để hình thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện và 254 đơn vị hành chính cấp xã mới của 21 tỉnh, thành phố. Sau sắp xếp, giảm 6 trên 18 đơn vị hành chính cấp huyện và 233 trên 487 đơn vị hành chính cấp xã. Lâm Đồng có số đơn vị hành chính cấp huyện giảm nhiều nhất, 2 huyện. Hải Phòng có số đơn vị hành chính cấp xã giảm nhiều nhất, 50 xã. Nghệ An 48 xã, Hải Dương 28 xã. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và các ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã như đã nêu trong các đề án của Chính phủ. Tuy nhiên, lưu ý trong số 12 đơn vị hành chính cấp huyện hình thành sau sắp xếp, có 2 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên là quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trong số 254 đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp của 21 tỉnh, thành phố, có 104 đơn vị của 11 tỉnh, thành phố chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số theo quy định. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị 21 địa phương trong quá trình sắp xếp bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, hạn chế gây xáo trộn lớn đến đời sống của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi giấy tờ có liên quan và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của các đơn vị hành chính vừa được điều chỉnh, thành lập mới, tránh lãng phí, dôi dư trụ sở, tài sản, kịp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết những khó khăn của cán bộ, nhân dân khi sắp xếp đơn vị hành chính.